Rồi, ok chung nha. Thì và chúng ta sẽ đến với trận đấu để tìm ra đội bóng tiếp theo ở bảng B sẽ vào vòng đấu knockout giữa hai game thủ Mitterham và Nam CR7. Đây là một trận đấu của Double Nam. Hai game thủ đều tên là Nam thì phải. Lúc này thì họ đang bằng điểm số và bằng cả hiệu số luôn. Chúng ta sẽ tìm ra game thủ tiếp theo để cùng với Tommy vào vòng đấu knockout. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến đến các trận đấu cuối cùng ở các bảng và sau đó là tiến đến vòng đấu knockout, các trận đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Claudio Makélélé, đây là Esubio. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì Nam CR7 sẽ là game thủ sẽ ở bên phía tay trái màn nhỏ các bạn đang xem, với trang phục của câu lạc bộ Real Madrid màu tím than. Esubio, huyền thoại người Bồ Đào Nha, đang dốc bóng bên phía lăng cánh phải. Esubio, quả tát không vào, pha bỏ lỡ của Mitterham. Một người đã nổi lên từ kỳ World Cup 1998 được tổ chức ở Pháp, sau 22 năm thì anh ta lại xuất hiện ở trong buổi chiều ngày hôm nay năm 2020. Nhưng đó là một pha đánh đầu vọt sang ngang rất đáng tiếc của Davos Suker. Mbabu, rất đáng tiếc cho game thủ Mitterham. Anh ta đã có thể vươn lên dẫn trước ngay ở những thời khắc đầu tiên của trận đấu playoff này. Marcelo, Garabel, Claudio Makélélé, Garabel, Ronaldo, Luka Modric, vẫn là Modric. Cú sút từ rất xa của cầu thủ người Croatia. Luka Modric cũng là người đàn em của Davor Šuker ở những thế hệ tiếp theo của đội bóng ô bàn cờ. Ronaldo, pha đẩy người rất khéo của Ronaldo. Cới, pha bóng vào dứt điểm là của Luka Modric. Nỗ lực của Ronaldo ở trong tình huống đi bóng vừa rồi. Phá đầu vừa rồi là của trung vệ Virgil van Dijk. Một trận đấu playoff diễn ra rất căng thẳng giữa hai game thủ. Avicula, Eusebio, Kula, Rukulit. Đây không khác gì mà là một trận đấu knockout cả. Pha lấy bóng là của Marcelo. Cristiano Ronaldo, không hề có lỗi của Toby Alderweireld. Avicula, và chúng ta thấy game thủ bên phía Mitterham liên tục thay đổi phím nóng anh em ạ. Những chiến thuật đã được tùy chỉnh từ trước của game thủ này rồi. Một sự chuyên nghiệp đến từ game thủ đang dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid trong màu áo trắng. Articula sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này dành cho thủ Real. Esubio, quả tạt rất nguy hiểm, bóng đã dội sang ngang khung thành của Kutoa. Makélélé, Marcelo,
Tonic Root. Một bình Tonic Root ở phía trên. Hơi khó dành cho tiền vệ người Đức. Khoảng trống là không nhiều. Khi mà phía trước mặt vẫn còn một trung vệ nữa của thủ Real, Davor Šuker. Phía trong vẫn chưa có tình huống di chuyển của Ronaldo. Rút Gullit. Eusebio vẫn không được. Pha lấy bóng rất nhanh của Eusebio. Eusebio. Rút Gullit. Chúng ta thấy được sự quyết tâm đến từ huấn luyện viên Mittenham. Tỷ lệ chuyền bóng thành công lúc này của hai đội đang khá cân bằng. Jack Rodwell. Không được. Như vậy là vẫn có bàn thắng dành cho các thủ Real Madrid. Chúng ta một nữa không thể tin nổi và cú đá này lại có thể đánh bại được thủ thành Thibaut Courtois. Có lẽ bản thân Thibaut Courtois cũng không thể nghĩ rằng đó là một cú ra chân từ xa của Theo Hernandez. Theo Hernandez cộng 8 đã ghi bàn. Đó thực sự là một cú đá gây cả bất ngờ cho cả cho tôi nữa các bạn ạ. Tôi không nghĩ rằng đó là cú đá thành bàn. Marcelo. Luka Modric. Eusebio. Lúc này thì Marcelo đã bắt bài tình huống đi bóng của Eusebio. Toni Kroos. Gareth Bale. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã khép lại và đây là những diễn biến chính của hiệp thi đấu thứ hai. Mittenham đang là đội bóng vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng của hậu vệ Theo Hernandez, Davor Šuker, Ivan Perisic. Mbappé là người đã lấy bóng trong chân của Perisic. Ronaldo, Luka Modric. Thực sự là thời điểm này chúng ta đang thấy được sự căng cứng về mặt tâm lý đến từ nam CR7. Anh ta gần như là chưa có một cơ hội nào đáng chú ý kể từ đầu trận đến giờ. Ronaldo. Và đây có lẽ là cơ hội đầu tiên. Quả treo bóng hơi sâu vào phía trong. Jack Rodwell. Šuker. Rút Gullit. Những pha bóng bàn bật một chạm của các thủ Real. Eusebio. Jack Rovell. Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Một pha phối hợp hơi theo bài của các thủ áo trắng. Tôi nghĩ rằng là nên có một sự thay đổi cách chơi. Nếu như đó không phải là đường truyền dành cho Rukunit. Ronaldo. Một pha chuyền bóng khá khó hiểu của Ronaldo de Lima. Trong khi đó thì anh ta đã cố gắng nỗ lực để đi đến phần cuối sân rồi. Ronaldo. Đây là Cristiano. Cristiano vẫn đi bóng. Quả tạt. Lần này thì không thể không có bàn thắng dành cho Davor Šuker. Tỷ số là 2-0 sau một tình huống tạt ngược này của Cristiano dành cho huyền thoại người Croatia Davor Šuker. Tỷ số là 2-0. Một kiến tạo và một bàn thắng. Có lẽ chúng ta đã phần nào hình dung ra được game thủ tiếp theo sẽ tiếp bước tiếp ở bảng B. Vòng đấu knock-out có lẽ sẽ điền tên thêm Mittenham.
Một quả tạt ngược về cọc xa cực kỳ khó chịu dành cho Davor Šuker. Và nó sẽ toang hạ phòng ngự của câu lạc bộ Real Madrid. Ronaldo! Có lẽ chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần như vậy là đủ để tạo ra bàn thắng rồi, không cần phải dứt điểm quá căng. Tỷ số sút ngắn xuống còn 1-2 và nó có lẽ sẽ là bàn thắng sẽ khiến cho những phút còn lại của trận đấu này trở nên cực kỳ kịch tính. Vẫn còn 30 phút nữa. Thưa các bạn, là vẫn còn khoảng hơn 20 phút nữa. 20 phút nữa thôi. Nam CR7 trong một cơ hội hiếm hoi đã ghi bàn vào lưới của Mittenham. Šuker. Chân trái. Và về bóng của Šuker. Tỷ số đã là 3-1. Câu trả lời của Ronaldo bên phía đội bóng áo trắng. Một pha ghi bàn quá đơn giản của Cristiano Ronaldo trong một hàng phòng ngự thi đấu rất lỏng lẻo của Nam CR7. Như vậy là đã có một game thủ đã xin tạm dừng trận đấu. Như vậy là chúng ta sẽ quay ngay trở lại với trận đấu này. Một sự thay đổi người phía đội bóng Real Madrid áo trắng. Những sự thay đổi người lúc này. Virgil van Dijk là người vào sân để thay thế cho Jack Ward-Prowse. Một sự bảo đảm cho hàng phòng ngự của câu lạc bộ Real. Virgil van Dijk vào sân để thay thế cho tiền vệ Frank Rommel. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết. Đó là điều cần thiết các bạn ạ. Luka Modric liên tục là những tình huống thay đổi, những tùy chỉnh lúc này dành cho những cầu thủ của câu lạc bộ Real. Dứt điểm. Cú đá là của Nam CR7 và lại là Ronaldo. Chúng ta một lần nữa lại được chứng kiến tình huống ăn mừng xoay nửa vòng của Ronaldo. Một cú đúp của Ronaldo bên phía Nam CR7 và cánh cửa lại được mở ra dành cho game thủ Nam CR7. Đấy, tôi nói rồi các bạn ạ. Đấy là chưa vào vòng knockout mà đã thế này rồi. Đây chỉ là một trận playoff thôi. Một trận playoff thôi nhưng mà nó đã cho thấy được sự kịch tính rồi. Nên là không thể nói rằng là giải đấu này không có chất lượng được. Nó không có chất lượng khi nó là những trận đấu ở vòng bảng lượt trận cuối cùng thôi. Nhưng khi nó bước tiếp vào đến những vòng đấu tiếp theo thì chúng ta mới thấy được rằng sự kịch tính được đẩy lên rất cao. Eusebio. Luka Modric. 2 triệu không phải là một số tiền nhỏ với các game thủ lúc này. Tôi nghĩ rằng là như vậy. Ngày thứ bảy và chủ nhật khi chúng ta thi đấu trọn vẹn và tiến đến vào chung kết và nếu vô địch, mỗi ngày 1 triệu. Bây giờ làm gì ra mỗi ngày 1 triệu giờ? Có buồn mà Thúy. Eusebio. Xin thông báo với anh em là gì ạ? Nếu mà game thủ nào vô địch phát trao giải thưởng luôn, bắn tài khoản luôn anh em ạ. Không cần phải chờ đợi giống như kiểu Garena với các bạn làm gì cả. Ban tổ chức bắn tiền thẳng. Thẳng luôn đó các bạn ạ. Tất nhiên là không thể trao tiền tươi tận tay đâu các bạn được. Nhưng một phát là bắn ngay vào tài khoản các bạn luôn, không phải chờ đợi. Đó là sự chuyên nghiệp đến từ chúng tôi các bạn ạ. Không phải là kiểu dạng như là phải chờ đợi các kiểu nọ kia. Cứ xác định đội vô địch, tên tuổi, chứng minh thư đàng hoàng, bắn luôn tiền. Như vậy là cuối cùng chiến thắng đã thuộc về game thủ Mittenham. Xin chúc mừng Mittenham với chiến thắng này. Một trận đấu playoff cực kỳ kịch tính ở bảng B.